Xin trân trọng kính chào cùng với quý vị khán thính giả của đài Sài Gòn TV trong một cái chương trình talk show cộng đồng. Chúng tôi xin tự giới thiệu, chúng tôi là Khúc Minh, phóng viên của đài phát thanh Radio Bôn Sa ở Nam Cali, tức là ở ngay Lý Sơn, Sài Gòn. Và chúng tôi cũng là một thành viên của tổ chức UBCV, tức là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Trở lại chương trình trong tuần này thì kính thưa quý vị, trong cái bầu không khí mùa xuân và Tết đã gần kề, trong phòng hôm nay có sự hiện diện của trước hết là Thượng tọa Thích Chắc Đẳng, Ngài là trụ trì chùa Pháp Luân, là chủ tịch hội đồng điều hành của tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, và kế đến là anh Nguyễn Cương là phụ trách về phần giao tế của UBCV, và người nữa là luật sư Stephen Neal. Luật sư Stephen Neal là chánh văn phòng thường trực, một cái cơ quan rất là quan trọng của tổ chức UBCV. Và trước hết thì kính thưa quý vị, trong nhân cái dịp Tết Bính Thân sắp tới đây, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị lời chào đầu tiên cũng như là chúc Tết đến với quý vị bởi Thượng tọa Thích Chắc Đẳng, chủ tịch hội đồng điều hành của tổ chức UBCV. Xin kính mời Thượng tọa. Xin cảm ơn giờ Khúc Minh, và trước nhất thì xin thay lời tất cả thành viên ở trong các hội đồng và các ủy ban của tổ chức UBCV, Giáo hội Phật giáo Thống Nhất, xin được gửi đến toàn thể quý vị khán giả lời cầu chúc một tân niên an lạc cát tường. Thưa quý vị, ở trong nền văn hóa Phật giáo thì khi mà đề cập đến hình ảnh con khỉ thì thật ra nó đẹp hơn là hình ảnh con khỉ mà trong văn hóa chúng ta thường đề cập đến. Chúng ta trước nhất là nói đến hình ảnh con khỉ có phát tâm phục sự Đức Phật ở tại vườn Baliyaka khi mà Ngài an cư ở tại vườn này. Và trong nhiều câu chuyện tiền thân, hình ảnh con khỉ là được xem như là nổi bật trong các loài linh trưởng có cái trí thông minh. Và chúng ta cũng có hình ảnh con khỉ Tôn Ngộ Không ở trong Tây Du Ký cũng rất là nổi bật trong nền văn hóa Phật giáo. Đem tất cả những hình ảnh đó thì chúng tôi có thể nói như vậy là nghĩ về năm Bính Thân. Chúng ta xin cầu nguyện là chúng ta có được một năm mà qua đó chúng ta sẽ sống với trí tuệ được thắp sáng, đồng thời chúng ta sẽ tìm thấy được cái niềm an lạc và cái nguyện vọng phụng sự chân thành như là những câu chuyện mà chúng ta liên quan đến loài khỉ có ở trong kinh. Và xin một lần nữa xin chúc tất cả quý vị một năm mới an lạc cát tường. Vâng, xin cảm ơn Thượng tọa Thích Chắc Đẳng. Và như quý vị cũng đã biết thì UBCV là một tổ chức về tôn giáo, và dĩ nhiên là ngoài những cái vấn đề Phật sự thì UBCV cũng sẽ có rất nhiều những cái hoạt động khác, chẳng hạn như là phải đòi tự do tôn giáo, có những cái hoạt động đấu tranh về nhân quyền, và trong năm sắp tới đây tổ chức UBCV sẽ có nhiều những hoạt động như vậy. Và hiện diện ở nơi đây là luật sư Stephen Neal, là một người cũng thường xuyên có những cái quan tâm về cái lĩnh vực về nhân quyền cũng như là cái vấn đề về đấu tranh tôn giáo. Xin luật sư Stephen Neal, là chánh văn phòng thường trực của tổ chức UBCV, trình bày cho quý khán thính giả của đài Sài Gòn TV được biết những cái hoạt động gì, những vận động gì mà liên quan đến vấn đề nhân quyền cũng như là tự do tôn giáo mà UBCV sẽ thực hiện trong năm sắp tới đây, thưa luật sư. Dạ, kính chào anh Khúc Minh, kính chào Thượng tọa Giác Đẳng, và kính chào anh Cương, kính chào quý vị khán thính giả. Năm mới cũng Stephen cũng kính chúc tất cả quý vị, thứ nhất sức khỏe dồi dào, mọi sự như ý. Stephen cũng là một thành viên ở trong cái ủy ban nhân quyền và tự do tôn giáo của cái UBCV. Thì một cái vấn đề đó là cái tôn chỉ của cái UBCV thật sự nó cũng không có cái gì mới lạ, đó là hộ quốc, hộ pháp và hộ dân. Thì một cái vấn đề mà chúng ta cần phải làm đó là phải giúp đỡ cho cái đất nước và giúp đỡ cho người dân ở trong nước. Và cái vấn đề đó là làm sao cho cái đất nước của chúng ta có dân chủ và tự do. Đây là một cái sự tranh đấu không phải là chỉ có UBCV mà tất cả những người Việt ở trong nước và ở ngoài nước luôn. Thì trong tương lai của 2016, một cái là cái ủy ban nhân quyền và tự do tôn giáo của UBCV sẽ có tổ chức một cái buổi đi Washington DC gặp những người chính trị gia ở trong quốc hội và trình bày những cái vấn đề và đưa ra những cái ước nguyện hay là những cái yêu cầu, hy vọng là quốc hội và tất cả những người chính trị gia, đây cũng là một cái cơ hội để cho tất cả những người chính trị gia ở trên nước Mỹ này
có thể biết được và làm quen, làm bạn với lại chúng ta, cái UBCV, đặc biệt nhất là tất cả những người thành viên của UBCV. Vâng, xin cảm ơn luật sư Stephen Deal. Thưa anh Nguyễn Cương, là phụ trách về cái phần giao tế của UBCV, anh có cái gì bổ túc thêm về những cái lời về cái điều này về anh luật sư Stephen Deal vừa mới trình bày không thưa? Dạ, kính thưa anh Khúc Minh và kính thưa quý khán giả của Đài Sài Gòn TV. Thưa quý vị biết là UBCV là một cái tổ chức có thể nói là rất là mới mẻ so với tất cả những cái tổ chức khác đã từ mấy lâu nay thường xuyên liên lạc với lại Washington DC để mà đòi hỏi về cái tự do nhân quyền cho Việt Nam. Thì thưa quý vị biết là tất cả những cái sự vận động như vậy không phải là tự nhiên chúng ta đưa lên một cái lá đơn hoặc là chúng ta lên nói một cái lời là chúng ta được cái sự giúp đỡ. Thưa quý vị, đó là cái sự vấn đề giao tế. Giao tế rất là quan trọng là bởi vì sao? Là bởi vì UBCV cần phải đi lên Washington DC. Thứ nhất là làm quen các cái vị dân biểu, dân cử ở trong Quốc hội cũng như là các cái nhân vật của chính quyền mà nghĩ rằng tất cả những cái quý vị đó có thể giúp được cho UBCV để thực hiện được cái mục đích là để đòi hỏi nhân quyền và dân chủ cho Việt Nam. Thành ra cái vấn đề giao tế đó là một cái nhiệm vụ và một cái công việc rất là quan trọng. Đó là UBCV cần phải liên hệ tới là những cái giới chức như thế để mà chúng ta có thể đạt được tất cả những ước nguyện mà chúng ta muốn. Dạ, thưa anh. Vâng, xin cảm ơn anh Nguyễn Cương là phụ trách về phần giao tế của tổ chức UBCV. Và dĩ nhiên là như quý vị chúng ta cũng đã biết rằng là Giáo hội Phật giáo thì sẽ tổ chức thường xuyên những cái kỳ lễ rất là quan trọng, chẳng hạn như là lễ Vu Lan hoặc là lễ Phật Đản. Được biết là trong năm sắp tới đây 2016, UBCV sẽ có một cái buổi, một cái cuộc tổ chức một cái kỳ lễ Phật Đản rất là nhiều ý nghĩa. Nhân đây xin kính xin Thượng tọa Thích Nhật Đản trình bày cho quý vị thính giả của Đài Sài Gòn TV được biết việc gì sẽ diễn ra trong kỳ Phật Đản này thưa thầy. Thưa anh Khu Bình và thưa quý vị khán giả, năm nào quý vị trong xuyên suốt thời gian từ năm 1992 cho đến nay thì hàng năm Giáo hội Phật đồng thống nhất đều tổ chức lễ Phật Đản chung. Dạ, lễ Phật Đản chung và cũng có nhiều năm tổ chức ở miền Nam California. Năm nay thì các thành viên trong giáo hội nghĩ đến làm thế nào đó mà có thể cử hành một đại lễ Phật Đản nó vượt ra khỏi cái giới hạn của một ngôi chùa. Chúng tôi muốn nói giới hạn của một ngôi chùa địa phương là thông thường thì đặt nặng về tính cách tôn giáo. Nhưng mà khi mà nói đến vượt khỏi giới hạn của ngôi chùa, thế là chúng ta làm sao cử hành lễ Phật Đản tưởng nhớ với Đức Phật qua cái màu sắc văn hóa, dạ, những cái sinh hoạt văn hóa, thí dụ như là về triển lãm, về văn nghệ, về một số cái bài nghiên cứu về văn hóa Phật giáo cũng sẽ được đề cập đến. Và đặc biệt chúng ta cũng chú trọng làm sao lễ Phật Đản mang tính cách cộng đồng. Năm nay thì chúng ta cố gắng để làm thế nào đó mà những người Phật tử khắp nơi, ví dụ như chúng ta có những cái thiệp chúc mừng Phật Đản, một điều mà các quốc gia Phật giáo thường làm ở Việt Nam chúng ta ít có làm tới, và thiệp chúc mừng Phật Đản hoặc giả là chúng ta có sự tham dự, nó mang tính cách là nghi lễ truyền thống của người Việt Nam. Chúng tôi nhớ rằng mỗi quốc gia họ đều có những cái phần cống hiến cái bản sắc về nhạc lễ của người xứ của họ, thì chúng ta cũng muốn đem vào như một phần của cái sinh hoạt văn hóa và cộng đồng cử hành lễ Phật Đản. Chúng tôi hy vọng rằng lễ Phật Đản năm nay sẽ được tổ chức ở một cái nơi mà tương đối là gần với thiên nhiên, để mọi người đến có thể cảm nhận được cái sự vĩ đại ở trong một đời sống của một bậc đạo sư từng là một vị hoàng tử, từng là một vị từ bỏ ngai vàng để sống ở trong rừng sâu núi thẳm. Thì chi tiết này chúng tôi chắc chắn sẽ gửi đến quý vị trong 1-2 tháng nữa sau Tết Nguyên Đán. Nhưng mà phải nói một điều rằng chúng tôi cũng rất là mong mỏi là năm tới này có một lễ Phật Đản đúng nghĩa là những người Phật tử tưởng nhớ và hành trì lời dạy Đức Phật. Vâng, kính thưa quý vị khán giả của Đài Sài Gòn TV, quý vị vừa nghe lời trình bày về lễ Phật Đản của Thượng tọa Thích Nhật Đản, trụ trì chùa Pháp Luân ở Houston, Texas, cũng là chủ tịch hội đồng điều hành của tổ chức UBCV. Và đặc biệt của tổ chức UBCV là sẽ có một cái kỳ gọi là trại hè. Đây là một cái quan niệm rất là đặc biệt, tức là có thể mọi người có thể đến sinh hoạt như thế nào và tu học như thế nào. Xin nhờ anh Nguyễn Cương là phụ trách về phần giao tế có thể cho quý vị khán thính giả của Đài Sài Gòn TV được biết cái quan điểm của cái việc làm một cái trại hè này, cái mục đích và cái mục tiêu sẽ được thực hiện như thế nào thưa anh? Dạ, thưa anh và kính thưa quý khán thính giả của Đài Sài Gòn TV.
Kính thưa quý vị, chúng tôi đã được tham dự cái đại học hè 3 năm vừa qua mà liên tục. Thì thưa quý vị, nó như là như thế này. Cái năm đầu tiên là chúng tôi đến dự cái đại học hè ở chùa Điều Ngự, và sau đó là 2 năm vừa qua là ở tại chùa Pháp Luân. Nhưng mà thưa quý vị cũng đã biết là những người Phật tử không phải là chỉ có đến chùa rồi tới lúc mà tới cái lúc đọc kinh á, mọi người mở cái cuốn kinh ra là cứ nhìn theo cái chữ ở trong kinh, ở trong cái cuốn sách, cuốn kinh để mà đọc. Thì như vậy cũng chưa có phải là một người Phật tử mà hiểu biết nhiều. Thưa quý vị, Phật tử đến chùa đọc kinh nhưng mà phải hiểu cái nghĩa của kinh sách như thế nào và hiểu cái nghĩa của giáo lý như thế nào. Vì vậy đó là cái mục đích của cái đại học hè, thưa quý vị. Nhưng mà cái đại học hè đó là một cái danh xưng mà đã có từ lâu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Nhưng mà bây giờ đó thì cái từ cái đại học hè đó chúng tôi biến thành, tức là đổi qua thành là cái trại hè. Cái trại hè đó nó có nhiều cái mục đích. Lý do tại sao mà đổi cái danh xưng như vậy, đổi danh xưng như vậy để nó có mục đích. Thứ nhất là chúng ta không có bị gò bó ở trong một cái khuôn, một cái phòng ốc mà từ trong 7 ngày liên tục, từ sáng cho tới chiều ngồi đó học, nó không có được thoải mái. Thứ nhất là chúng ta sống với thiên nhiên, học tập ở ngoài thiên nhiên, và chúng ta có thể có những cuộc chơi ngoài thiên nhiên, rồi chúng ta có những cái đi dạo cảnh ở ngoài thiên nhiên, rồi ngoài đó là có những cái, có thể là có những cái chương trình văn nghệ. Thì như vậy đó, trong 7 tuần lễ như vậy đó, thì cái người Phật tử sống với thiên nhiên nó sẽ được thoải mái hơn, mà đầu óc thoải mái hơn đó, thì cái sự tu học đó, thì nó sẽ được tu tập và nó sẽ có nhiều cái kết quả hơn. Thưa quý vị, đó là những cái hình thức và những cái tổ chức đổi mới của UBCV để mà đưa tới cái sự tu tập cho cái người Phật tử được kết quả tốt đẹp hơn đó, thưa quý vị. Rồi là những cái sinh hoạt của UBCV chúng tôi xin tạm dừng ở nơi đây, và chương trình sẽ được tiếp tục sau phần thông tin thương mại.